bạn bị thiếu máu lên não gây chóng mặt, hoa mắt, u tai, suy giảm trí nhớ, đau nhức, thiếu máu đến các chị gây tê bị chân tay đau mỏi vai gáy. Sử dụng dinh hỗ trợ quạt huyết tăng cường máu lên não, làm tăng cục máu đông ngoài ra dinh còn giúp cải thiện triệu chứng suy giảm trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh. Không những vậy còn giúp phòng ngừa tình trạng thiểu năng tuần hoàn máu não, hạn chế đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, cho giấc ngủ ngon, cải thiện tốt hơn chức năng của não bộ, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não do tắc mạch. Ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần một viên để đạt hiệu quả tốt nhất. Lưu ý thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.